thấy kiểu như là Atin nó nhùng hay sao á, cứ hẹn đi hẹn lại hoài. Em kêu thôi, nếu mà bạn nhùng quá thì mình thôi, mình không đấu nữa. Vòng ngoái thì coi như là ăn mai đi. Ăn mai thôi, chứ không phải là tôi dở đâu á. Điều quan trọng chỉ nhắc một lần. Rồi này, hai, ba. Một lần thôi, em nói rồi. Em xác nhận giùm cho. Mày ế. Pepsi không calo, sảng khoái tột đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's, snack khoai tây số 1 thế giới. Giòn, ngon, phiêu cùng rap Việt. Bài của em có nhảy nhót rồi. Tâm trạng đời em sẽ vòng vòng đó ở con đường hả? Sàn nha, coi thường quá rồi. Em biết lời á, thì gọi là tâm trạng, gọi là văn học để làm. Ủa rất kỳ sao, hồi nãy chị có nghe đồn là hôm nay có một bàn tái đấu với lại Archie ở cái bàn sân khấu rất tuyệt vời 2-2, có phải không ạ? Đâu có, em bữa trước em gạ nó rồi là phải tái đấu. Nhưng mà thấy kiểu như là Atin nó nhùng hay sao á, cứ hẹn đi hẹn lại hoài. Em kêu thôi, nếu mà bạn nhùng quá thì mình thôi, mình không đấu nữa. À, cuối cùng nó vẫn quyết định là đấu, cho nên là trận tái đấu của Atin với là Tricky sẽ xảy ra sớm thôi. Mấy nhóc đó là kiểu giết lại được. Trận ngoái thì coi như là ăn mai đi. Mai ơi, chứ không phải là tôi dở đâu á. Ba mặt một người. Một người hãy cho chúng tôi. Thì nói chung là vẫn phải đấu lại đúng không? Thì em cho Ati một cơ hội để kiểu bỏ chạy rồi kia thì thôi. Nếu mà bạn sợ quá thì thôi. Thôi đâu cũng được. Đây ở nhà có bình thường không? Cũng nhà đang yên ổn, mong mong công ty đừng qua. Không có nhiều đâu bạn ơi, tôi không có nhiều đâu bạn ơi. Thấy là nói xấu gì nhỉ? Thấy là nghe bảo nói xấu gì nhỉ? Nói xấu gì đâu, đây ai cũng kêu là Ati đang tốt lành lắm. Thấy kiểu như là Ati nó nhùng hay sao á, cứ hẹn đi hẹn lại hoài. Em kêu thôi, nếu mà bạn nhùng quá thì mình thôi, mình không đấu nữa. Không, tôi thấy có vẻ có một bạn đấy, bạn nói với tôi đấy, bạn nói với em. Nãy nói là Ati nói chung là cái lần trước là Ati giỏi thì không phải là hơn đâu nha. Phải là ăn mai. Ngoái thì coi như là ăn mai đi. Ăn mai ơi, chứ không phải là tôi dở đâu á. Ủa là đang nói đến cái trận đấu sân tình của tình đó hả? Đúng rồi, cái trận mà ăn mai á. Không phải là trận mà kiểu hay Ati hay đẹp. Nói chung là không có nhùng đâu. Thì bọn tôi trước là trong câu chuyện này bọn tôi cũng đã hứa với nhau là khi mà hai anh em chúng ta có một cái debut solo sản phẩm mà kết thúc là sau khi mà nó ra rồi đấu lại một lần nữa nhưng mà trong cái cuộc chiến này thì hai anh em đang rất là mong chờ được quay trở lại những huấn luyện viên. Đúng rồi. Như anh chị huấn luyện viên và giám khảo sẽ chấm điểm. Đây là, đó chỉ là mong muốn thôi đúng không? Đúng, mong muốn thôi. Chúng tôi còn phải dành một thời gian ra để đi năn nỉ. Năn nỉ đúng rồi, năn nỉ. Anh ơi, làm kiểu cho em đấu lại. Kiểu nếu các anh coi hay cái clip này cho tụi em. Nhưng mà em sẽ đấu, chứ thằng này nó hù em hoài. Chứ em thua lần đó, em cũng hát cay. Xíu thôi. Thôi là được rồi. Ok, mọi người hãy đón chờ xem cái cuộc tái đấu này như thế nào. Và thực sự là trước khi đón chờ cái cuộc tái đấu này thì mọi người hãy đón chờ xem cái MV solo của hai anh em sẽ như thế nào. Đó là cái điều mà chúng tôi cũng đang tái đấu. Ba round đó. Ok, tái nạm. Trận chiến này hơi căng luôn, không biết là dài. Dây nhây. Ok, là ngay tôi ngủ trước rồi. Kiểu như là kiểu cũ từ lâu lắm rồi mà kiểu bạn mình sợ sao? Ờ, không có đâu bạn, đừng có chuyện như thế ha, đừng có như thế. Ok, bye mọi người. Không có đâu nha. Ôi, nghe nhiều lắm rồi đó nha. Đang ngồi ngoài, đang chối rồi, vào đây nghe cái tim. Ai ngoan vô hèn chi vậy? Chương trình Vàng Xế đưa vào Bạch Trần Ricky Sa. Hôm nay dụ mình vào đây để tuyên bố câu này trước bao nhiêu con người đúng không? Ừ. Tại đầu đúng không?
Trời, bạn biết vô đây mình sơ hở cái là chị hậu trường mà chị quay đồ. Nguy hiểm ghê ha. Bước chân vào là phải biết chứ A Thi. Chủ đang mặc bộ đồ mặc kiểu luôn. Tao núp luôn á. Để chú kêu vô luôn nè. Mà nó mặc bộ đồ sơ. Còn ai nữa? Nó ít nổi bật nhất rồi. Trời ơi, cái đồ bật quá nè. Mà nó mặc đồ ít nổi bật nhất để không không bị chị chú ý rồi. Mà chị cứ nhắm vào mình kỳ ghê vậy ha. Ít nổi bật ghê vậy đó. Cái quần Gucci đơn sơ cái áo quần Gucci nhẹ nhàng để nó bộc lên cái sự khiêm tốn của em, cũng như là cái sự giản dị của người miền Tây. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Rất là lâu rồi á, fan mới thấy được là cái hình ảnh của A Thi với lại Ricky Stai. Hồi xưa là mùa 1 là fan của hai người này rất là nhiều nha. Biết sao ít thấy hình ảnh không? Tại cũng không thân nhau lắm. Tại cũng không thân nhau lắm. Không có thân gì nhau lắm. Không không mà. Dễ thôi, hồi cũng xong rồi. Hỏi nơi luôn đó bạn. Trời ơi, ta thấy Hồng Nam hả? Thường. Sao nói được, làm sao mà nói được. Cái em phải hồng rất là nhiều, lâu năm rồi mới được hồng nói. Sao nó cũng bắt mình. Mình nói mắt cua mình chưa. Cái đó là tiếng mắt chưa? Dạ chưa. Nói mình nói gì? Cua mới được biến. Chúng đưa nó mới cua đưa. Không. Em hơi nặng nề. Nặng quá hả? Kiểu tao nói giọng mắt thì kiểu ý kêu là kiểu giọng tao giống giọng tỉnh lẻ. Mà không hiểu là giọng tỉnh lẻ là như thế nào. Hay là nó mới giọng em giọng quân hay sao? Ý là để nói thẳng ra vậy luôn đó hả? Tao. Ok. Được. Vì tao khen giọng tao giọng quê. Lẹ. Mà làm vô đúng không? Thì ai mà không có người yêu như ai kia. Ờ, có rất là nhiều vợ. A Ti chồng em. A Ti chồng. Em và em. Vẫn. Bạn em ai mà yếu. Mới biết là từ trong cái câu chuyện cổ tích đấy mà mọi người đã truyền tải ra rất là nhiều nơi. Và bây giờ cô chính là chính thức là người tên cô không? Đã biết kia ta xác nhận đây khúc này không tin lắm. Không tin lắm. Có đơn côi không? Có gì đâu mà khó chấp nhận mọi người, đó là do khách ăn ở mà. Cái đó là kiểu như là quả táo. Quả táo nhãn lòng hả? Sợ rồi bạn. Tìm chỗ bạn nhân chơi với phòng 2 cho anh như trong 2 đây. Mà em chớp hai nháy. Ba người tranh nhau thi đua. Không thì giữ chắc tay lại. Không thì đừng hỏi chi thua. Đánh vừa thôi. Đánh sao mà cô đơn tới giờ. Như vậy là xong qua đây, là đây là một lời xác nhận chính thức từ A Thi nha các bạn. Ok. A Thi xác nhận cái này luôn. A Thi xác nhận luôn đó. Xác nhận hai cái luôn hả? Đấy nhận vô là một. Đấy nhận vô là một nè. Thôi một lần thôi. Điều quan trọng thì nhắc một lần. Rồi này. Hai ba. Một lần thôi. Em nói rồi. Đây xác nhận giùm cho. Mày ế. Vừa mới chia sẻ đó, sau này sau ngày em sẽ nhớ hay nợ mình nhiều lắm. Mà cũng còn ai muốn chửi nữa. Cô có bị cái bộ sưu tập là những người chửi mình những câu hay nhất luôn mà. Tớp những câu chửi mình hay luôn. Anh nên sưu tập cái kiểu như là lưu bút vậy đó. Đây, có liền luôn, em mới tìm được cái quên. Tập cho nghe, tập này chí mạng thiệt. Sáng mới có luôn. Những câu chửi đặc lạ. Ok. Chung quy lời rap của hai rapper này vẫn chỉ nói về cái tôi chứ chưa thấy được hào quang bản lai diện mục của ca từ. Chưa thấy được hào quang bản lai diện mục của ca từ. Quá lấy cái gì đó
Nó dễ thở hả? Đèo quá băng cân. Có động tác vũ đạo gì vậy không? Ba người luôn. Không có hai thôi. Mím á. Cái này phải mím á. Thế còn say đi. Say đi làm như vậy hả? Say đi lúc trước này chưa ra. Ồ. Thế là màn để cho say đi ra. Mím á. Cái này phải mím á. Cái nón này nè, đồ này là đồ của stylist hay là đồ của chương trình vậy? Nào vào chúng ta thấy mặt quên về luôn rồi không? Chỉ là quên thôi, tình cờ vậy đó, tình diễn xong thấy ấy quên là cái mình đi về. Xong rồi mình cũng nên quên cái chuyện quay lại luôn. Đúng rồi, giờ anh đâu có liên quan gì tới mùa 2 nữa. Đâu sợ gì đâu em. Không, cái tầm như anh xin trên ý, em không có đi về ý, thì vẫn được quay lại đây. Đây là khách mời của em ấy. Khách mời đó. Tức một tụi em đúng không? Tí nữa là bọn em sẽ xong cái ông này nhảy lên phát ăn chóng luôn rồi. Là anh sẽ, anh Ricky ta là Eric Kita không chỉ có 4 nó vàng, anh có tức 8 nó vàng luôn. Anh cứu mấy đứa. Cái là phần của diện của Sinh Trang thì mình cũng đã có làm một vơ ở trong đó nhưng mà... Sao? Nó ngon là hết tuổi. Cái kia sẽ lấy dành mùa 3. Quá tuổi. Quá tuổi đi. Quá tuổi. Ê, đặc biệt đâu có tính tuổi đâu. Ê, cái đó như cú tát cho mặt Ricky Sa vậy đó. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa Thảo, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được, mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Yeah. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.